giảm cả đi đi. Bây giờ cứ tạm thời để đi được mai chiều cũng không kiếm đồ sửa, chứ giờ mình cứ sửa hoài nữa. Thì quý vị có thể lấy ghế mình để ra hàng một hàng năm rồi.
làm lễ an sàng. Thì mời quý vị Phật tử giúp cho một để chỗ này năm cái ghế, một dãy năm ghế. Ai không tùy được thì chúng ta ngồi. Để cho ngay ngắn, đầu hàng năm cái. Mời tất cả những vị Phật tử không còn đang bận việc gì nữa, mời tất cả quý vị ngồi xuống cho các anh em được vào tràng. Bây giờ lấy sư làm lễ an sáng. Những vị nào quỳ được thì quỳ, những vị nào lớn tuổi không quỳ được thì chúng ta có ghế ngồi. Không có được thì để gì để cái giá hình nữa mình làm để khe hình lên cao rồi mới để lông vị chứ. Rồi cô Đức Hòa lên thỉnh sư. Dạ. Kéo lại lên chỗ này. Cô một cô lên thỉnh sư. Cho nó xong đi rồi. Mời tòa thể quý vị Phật tử chắp tay để mình cung kính Hòa Thượng Chứng Minh. Hòa Thượng phải về bây giờ tại vì Hòa Thượng lái xe rất là xa. Nếu mà Hòa Thượng trễ thì quyết xuống Hòa Thượng không đi về được. Như là Phật. Dạ thưa đạo tràng của chúng con đã trang nghiêm, chúng con kính cung thỉnh ban kinh sư Quang Lâm làm lễ an sàng cho ni sư chư trưởng chúng con. Nam mô A Di Đà Phật. Yeah.
tự thân lòng chánh tiện xuất gia
vừa bén khói trắng bay xa, quyền giáng linh tòa chứng minh công đức. Yeah.
con lê thành tâm đảnh lễ chư tôn thiền đức
kêu gọi là báo đáp trong môn một, ngưỡng mong chư tôn thiền đức từ từ chứng giám. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Một lần nữa chúng con xin thay mặt ban tổ chức chân thành tri ân quý ngài. Quý ngài đã bỏ thời gian đường xá xa xôi vì thương tưởng đến cố ni trưởng chúng con về đây thiết lễ chi quan và thiết lễ ăn sàng, mọi sự đều được châu viên. Chúng con xin chân thành tri ân quý ngài, nguyện cầu mười phương chư Phật giao hộ cho quý ngài pháp thể kinh an, huệ đăng thường chiếu. Và chúng tôi kính xin cảm ơn tất cả các sư huynh, sư đệ đã vì ni trưởng từ những tiểu bang xa Cali và các tiểu bang như Florida dành thời gian về đây để cùng với chúng tôi chung lo tang lễ cho cố ni trưởng Thích Nữ Như Thị được châu viên. Một lần nữa xin chân thành tri ân quý sư huynh, sư đệ. Nam mô A Di Đà Phật. Và chúng tôi cũng không quên cảm ơn toàn thể quý Phật tử, quý vị trong 3 ngày qua đã dành thời gian công sức về cùng chung với chùa với hiền để lo Phật sự buổi lễ tiễn đưa di quan của cố ni trưởng Như Thị được hoàn thành. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn quý vị. Và như quý vị đã thấy, ni trưởng đã ăn sàng tại đây mà về đây cũng thất cho đến 49 ngày. Quý vị thương tưởng đến ni trưởng, quý vị vỗ chủ nhật để về chùa để cùng chúng tôi cúng thất cho cố ni trưởng. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính chúc quý vị được thân tâm an lạc. Nam mô A Di Đà Phật. Thầy Trương Nguyên. Bây giờ bước tới cái vùng này hết. Mặc dù thầy qua Mỹ từ năm 1980, nhưng mà lần đầu tiên thầy cũng được gặp ni sư trụ trì. Và trong cái lần đầu tiên thầy được gặp rất nhiều người mà cái ơn nghĩa này không thể nào quên được. Nói có ni sư lập chứng, chứ thật ra thầy với ni sư Như Thị, ni trưởng, tuy là chị em nhưng mà ít có khi gặp nhau lắm. Mỗi lần gặp nhau cũng 5-3 năm. Rồi là mỗi người có một bổn phận và trách nhiệm. Nhiều khi thương chị muốn gặp thì bà chửi, bà nói à gian, đường ai nấy đi. Đã cắt ái ly gia được người đời kính trọng rồi lại là gặp anh chị em. Cho nên đó là sự thật, ít cứ nói chuyện. Mà ngay cả đám tang lễ là chị tôi cũng không muốn tôi có mặt ở đây nữa. Nhưng mà rất may là ni sư trụ trì cũng nghĩ tới cái tình thế tục để mà nói rằng máu chảy ruột mềm. Mặc dù bà nói như vậy đó, nhưng mà những lúc bà đau thì tao bà nằm, nhưng mà khi tôi vừa bước lên đây là bà mở mắt, bà mừng. Và chính ni sư cũng nói không ngờ cái tình quyến thuộc nó lại sâu đậm như thế. Và trong đời tôi lúc mẹ tôi mất tôi không biết khung, tại lúc đó tôi còn nhỏ lắm. Nhưng mà lần đầu tiên tôi hộ niệm cho chị tôi 16 tiếng. Xong rồi tôi lao tôi mặt và tôi lao tay và tôi được hôn chị một nụ hôn vì hình ảnh của chị tôi, tức là bà mẹ. Và nụ hôn thứ hai là tôi hôn người chị. Và tôi biết rằng chị tôi sẽ giống như câu này: nước đi ra biển lại mưa về muộn. Tức là chị tôi không muốn về cực lạc. Chị tôi không muốn về cực lạc. Khi mà chúng tôi tụng 16 tiếng,
thử cái thổi tướng nóng nhất ở trong người là 90 độ là ngày đây. Cho thấy chị tôi đã trở về cõi người. Thì theo tôi biết nếu mà về cõi người đó thì tà tì tức là đi quả tán không có xá lợi. Cho nên tôi nói chị ơi, chị làm ơn anh làm phô qua và yêu cầu tất cả những người đã khởi lòng từ bi, chị nên để lại xá lợi một cái vị giảng sư lừng danh. Không để lại xá lợi thì nó sẽ có nhiều cái cho Phật tử họ không ấy, mà chỉ để xá lợi cho em thôi. Để chị để cho Phật tử thấy rằng đi sư có khả năng về cực lạc, nhưng sẽ không muốn về cực lạc mà ở lại quế độ ta bà để tiếp tục độ cho chúng sanh. Mà cái thân người nữ là cái thân Đức Phật nói là rất là nhiều thiệt thòi. Người nữ sẽ mang một cái nghiệp là mang nặng đẻ đau. Ni sư khi xuất hiện trong thân người nữ, ni sư không có lập gia đình như bao nhiêu cái nữ nhi trên thế gian, nhưng rồi ni sư cũng phải trả một cái nghiệp là mang nặng đẻ đau, ở giờ cuối cũng phải làm những cái bú. Cho nên đó là cái nghiệp người nữ. Nhưng mà bà chị tôi mà không sợ cái đó mà bà nguyện đời sau chị cũng tái sinh lại để độ người nữ và nguyện làm người nữ đời đời để cứu độ cho những người nữ đau khổ với cõi ta bà này. Và cuối cùng chúng tôi làm phô qua, sau 15 phút tụng chú giảng sanh thì bà chị tôi nóng ở đỉnh đầu 89 độ. 89 độ có nghĩa là bà chị tôi nói chị có thể giật việc lạc, nhưng mà nếu mà chị lên 90 thì không được, hai cái bằng nhau. Mà chị lên 91 thì chị phải giật việc lạc. Cho nên chị cho em thấy rằng chị sẽ có xá lợi và chị sẽ trở lại cõi ta bà. Cho nên tôi hy vọng rằng sau khi tôi trả tiền xá lợi, cái chương trình nghi lễ của Thi Sư vào ngày thứ 6 ở bên làng Di Đà ở Cali, và thứ 7 và chủ nhật. Thứ 6 là có rất vài trăm người đệ tử trong quyến đồ sẽ xuất đầu gia duyên, chứ là tôi cạo đầu tôi rất đi Sa-di đi tu 3 ngày. Và thứ 7 là 50 tiểu bang đệ tử của tôi và Ni Sư sẽ về quyến đồ sẽ mà để làm lễ phát tang. Và ngày chủ nhật là ngày di quan quả tán và trà tì, tức là quả tán. Ngày thứ 2 tôi sẽ có lễ sàng lọc xá lợi. Và tôi hứa rằng hồi đó là xá lợi đó thì tôi đưa vào tháp, tuy nhiên được bao nhiêu viên tôi sẽ tặng cho chùa này 3 viên. Tôi hứa trước tôi không cần biết bao nhiêu viên, nhưng mà tôi hy vọng rằng bà chị sẽ để lại. Nếu mà được 10 viên thì tôi sẽ tặng cho Ni Sư trụ trì 3 viên. Xá lợi của chư Phật thì rất quý, nhưng mà mình không có biết đó là phải là Phật thiệt không. Nhưng mà xá lợi của một Ni Sư vui vẻ, hiền hòa, bình dị, mình biết thật là từ một người ni trưởng thích và như là nữ như thủy, thì cái xá lợi đó thật sự là quý, quý kinh khủng lắm. Và tôi cầu nguyện rằng cái ngày đó quý vị không đủ duyên để mà đi qua đó, quý vị vào livestream coi, tôi xin 10 viên xá lợi. Mà 10 viên xá lợi nếu là thật có thì tôi sẽ tặng cho Ni Sư trụ trì 3 viên, còn 7 viên tôi sẽ để tại tháp xá lợi ở làng Di Đà Indio. Nam mô Công Đức Lâm Bồ Tát. Dạ. Hai sư em muốn có lời trước di ảnh của đi trưởng. Nam mô Đức Bổn Sư Bổn Thích Ca Mâu Ni. Con kính bạch chư tôn thiền đức, ni chúng tu viện Mộc Lan, chúng con rất là có duyên lành cách đây gần 3 năm ni trưởng đã về tu viện Mộc Lan sinh họp và dạy chúng con, dạy ni chúng con trong vòng 10 ngày. Và thời gian chúng con được về phòng ni trưởng chúng con, đó là một cái duyên lành mà rất là ấm cúng, rất là gần gũi, rất là thân thiện. Có những lúc ni trưởng xưng hô với chúng con gọi là xưng là sư, nhưng có những lúc sư coi chúng con như những đàn em, những bậc hầu lai. Sư tạo cái cơ hội cho chúng con sư xưng bằng chị. Chính những cái hình ảnh giản dị mà đầy lòng tình thương đó, nó đã in đậm trong lòng chúng con. Khi chúng con nhận được tin ni trưởng đang mang trọng bệnh, chúng con đã cố gắng sắp xếp có thưa với sư Như Bảo, Như Chánh chúng con là cho phép chúng con được về hầu cận sư trong những giờ, những ngày cuối. Nhưng vì nhân duyên chúng con không có đủ, chúng con bút vé vừa xong thì chúng con nghe sư đã xả báo thân
và chúng con cố gắng bút vé lại một lần nữa, nhưng mà sáng hôm nay chuyến bay chúng con bị delay cho tới về chúng con về tới đây thì lễ chuẩn bị di quan của sư đã bắt đầu. Tuy nhiên trên đường đi chúng con cái lòng đã hướng tới sư, cho nên mặc dù chuyến bay trễ như vậy nhưng mà tâm chúng con rất là an, và chúng con cũng nhớ tới từng cái hình ảnh cụ thể nụ cười bình dị của sư đã dành cho chúng con trong suốt thời gian sư dạy giới cho chúng con. Và nhân đây để tỏ lòng tri ân hiếu thảo của một đàn em hậu học ở tại Mộc Lan, con xin phép trên ni sư và chư tôn thiền đức cho con đọc lại một bức thư mà sư đã viết cho chúng con. Thị Nghiêm thương mến, cô về Việt Nam hơn 8 tháng rồi và đang ở Vĩnh Long. Đêm qua, tự nhiên cô mơ thấy mình đắp y, chuẩn bị lên giảng đường nói pháp thoại trước tứ chúng rất đông, toàn là tăng ni Phật tử của làng Mai. Cô định bụng sẽ chọn đề tài là sự khác biệt trong nếp sống của Phật giáo Việt Nam và giáo Phật giáo hải ngoại. Thì giật mình thức giấc, thật lâu cô mới có một giấc mơ nhẹ nhàng như vậy. Sáng nay cô vào mạng xem video phiêu bồng và nhớ đến những ngày vui ở Mộc Lan với các em. Mong các em luôn an lạc và tinh tấn. Thân mến, Huệ Hạnh. Dạ, con kính bạch Giác Minh Mi Sư. Mặc dù bức thư sư gửi cho chúng con rất là ngắn gọn, nhưng đã làm cho lòng chúng con rất là ấm cúng và sâu sắc. Và con cũng đã gửi lại một cái bức thư cho sư. Con nói dẫu rằng giờ này sư đang ở Việt Nam, nhưng mà hình ảnh, những bước chân, những hơi thở và tất cả những sự trao truyền của sư đã để lại trong tâm hồn của những người xuất gia trẻ của chúng con. Khi nghe tin sư xả bỏ báo thân này, chúng con liền nghĩ tới một món quà mà hướng về sư, đó là sự tinh tấn tu tập của chúng con như sư đã chúc và nhắn gửi chúng con. Giờ này trước di ảnh của sư, chúng con xin thay mặt toàn thể ni chúng tu viện Mộc Lan nói riêng và toàn thể ni chúng của làng Mai nói chung, chúng con đê đầu thành kính nguyện cầu giác minh của ni sư luôn luôn hỗ trợ cho chúng con được vững tâm trên bước đường tu học và để tiếp nối sư, tiếp nối sự vững chãi, sự an bình và sự không đua đòi thị phi của sư để làm hành trang trên bước đường tu học. Nếu chúng con thực tập được như thế thì đó là cái lòng tri ân sâu sắc nhất mà chúng con có thể báo đáp được muôn một những gì mà sư đã gửi gắm và trao truyền cho chúng con. Kính bạch Giác Minh Ni Sư, chứng minh cho lòng thành của chúng con. Nam Mô Hoan Hỷ Bồ Tát Chứng Minh Sư. Dạ, sư Tây Linh chúng con ở Huế cũng có gửi cho con một cái bức thư, con xin phép con đọc luôn. Chúng con đã in ra rồi nhưng mà vì tới trễ con không có sách vô được thì nó còn trong máy. Con xin thay mặt sư con đọc. Xin quý sư hôm nay đi cho con được đọc bài thơ của ni sư ở Tây Linh Như Minh của chúng con. Cảm niệm tấm thương nay đã mất dần, thuyền từ về bến an lành thảnh thơi. Đạo tình còn đó sư ơi, sư về tình độ bao người tiếc thương. Dù biết cuộc thế vô thường, nhưng nghe sư tịch giọt buồn trào dâng. Một đời hoàn pháp lời sanh, không từ mệt nhọc, không phong sang dầu. Bút văn lưu mãi ngàn sâu, pháp âm vang vọng thâm sâu vô vàn.
quỳ dâng một nén nhang, nguyện sư an trú Tây Phương Lạc Thành, Di Đà thọ ký vô sanh, Liên Hoa đài thường sẵn dành đón sư. Tiếc thương biết nói sao trừ, tấm lòng đơn bạc, nguyện sư chứng thành. Chùa Tây Linh, Huế, 18 tháng 3 2018, Pháp Lữ Thích Nữ Như Minh. Con kính tri ân sư Tôn Thiền Đức và quý sư đã cho chị em chúng con có cơ hội bày tỏ tấm lòng của con trước nhân danh của quý sư. Tư thần tâm tê nguyện